Công ty Supplement Depot xin giới thiệu một loại dược thảo mới giúp giảm đau nhức số 151.1 Penadryl. Rất công hiệu cho quý vị đang bị đau viêm khớp, đau lưng, đau thần kinh tọa, đau đầu gối, bả vai, cổ tay, đau do chấn thương hoặc đau vì công việc dây chuyền ở chỗ làm. Chỉ cần uống khoảng 4-5 ngày thì phần lớn người dùng sẽ thấy có kết quả rất khả quan. Xin gọi công ty để có được sample 20 viên số 151.1 để dùng thử. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Supplement Depot 1-800-501-6058. Website thuốc bổ.com.